Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chế độ dòng Battleground. Và hôm nay thì mình sẽ đi tìm zombie. Đấy, trong quảng cáo thì mình thấy có zombie. Nhưng cái clip trước thì mình test game thì mình chưa biết là nó ở cái phương hướng nào. Bây giờ mình đã có cơ hội trải nghiệm toàn map. Và mình đã biết được cái chỗ đấy là nó có những gì. Và lát thì các bạn sẽ được biết thôi. Mình sẽ không nói sớm để anh em có thể là bất ngờ chăng. Vâng, ai đã vào chỗ đấy rồi thì hãy comment nha. Mình sẽ cố kiếm vũ khí. Vâng, vào chỗ đấy thì phải lấy MG cơ. MG cho nó nhiều đã, 100 viên mà. Chúng ta xả thoải mái luôn. Anh em đừng có lấy... Ủa, giáp bà. Đừng có lấy mấy khẩu súng rifle vào đấy. Tại vì nó rất là phí đạn. Mà những cái khẩu súng như thế này thì dùng để bắn xa thôi. Còn MG thì không thể bắn xa được. Đạn nó phải gọi là nó bay 8 phương, tứ phương tám hướng rồi, không thể điều chỉnh được. Thì tốt nhất là cứ giữ rồi nhặt không hết rồi không sao. À, mình sẽ đi vào trong đấy kiếm. Rồi xe đâu? What the hell? Xe mình đâu? Anh em có thấy không ạ? Hình như trí nhớ của mình nhớ là lúc nãy là có chiếc xe đỏ đỏ phải không nhỉ? À, đây rồi. Trời, lấy xe của mình đi luôn, không biết là la liếm nữa. Chạy đi la liếm cái phương nào. Chắc đi đâm chết bố con thằng nào đây rồi. Rồi quay lại. Vì đây. Rồi. Nút đồ. Vai. Thanh niên. Kiếm xe. Này giấy xe của bố mày này. Xe này có giấy tờ bố mày rõ ràng đặt ngoài kia. Thế đích nào. Vâng, muốn lấy xe thì anh em hãy nhảy chỗ này. Tại vì chỗ này dễ có xe lắm. Để mình xem zombie. Vâng, đấy, cái chỗ zombie nó sẽ hiện lên và anh em chỉ cần tới đấy thôi. Nó là phê anh em ạ. Nó kiểu như là... Thôi, lát thì anh em sẽ biết được rồi. Nếu anh em muốn nhiều xe thì mình thích cái chỗ này. Tại vì chỗ này vừa bắn nhau cũng khá là nhiều người. Anh em mình đẩy từ trên cái bốn nhà kho lên. Nhưng thôi, vào nút nhanh để lấy xe đi băm zombie. Chứ không thì bọn kia nó ở gần đi. Thì nó sẽ lấy... Nó vào đấy nó hốt trước. Thế thì mình lại đói nhăn răng. Để xem. Vâng, làn sương khói phôi phà mang zombie đến đây rồi. Chúng ta hãy lên đấy thôi. Các bạn cứ thấy khói đen thì tức là zombie, mà khói đỏ tức là thính. Thế thôi. Vâng, đâu rồi? Đây à? Nhưng không phải. What the hell? À, không phải, không phải nhà này. Đâu rồi? À đây, đây 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 rồi. Thấy khói bốc lên từ trong nhà đây rồi đấy. Đấy, cấm người vào khu vực quá nhiều zombie. Vâng, bố mày là sợ chúng mày quá cơ. Lại đây. MG tiếp sức. Ủa ôi, đạn mình nhiều lắm. Cứ bơi vào hết đây. Bố mày cần. Thế thôi. Vâng. Dễ ăn vậy. What? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Gì đây, đôi giày. Ủa, gì vậy? Ú, Ú Hòa. Rồi, đội quân Ú Hòa là đây. Ú Hòa này. Bố mẹ sợ mày quá đấy. Vâng, tiếp đạn MG luôn. Vãi nồi. Rồi, cần tất. Bố mẹ ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Đây nữa. Hay lắm. Rồi, hòm kia rồi. Cái hòm này thì nó cũng như cái hòm mà thả thính thôi. Nó cũng, mình thấy nó cũng đồ, nó cũng như nhau anh em ạ. Hình như là đồ thả thính nó ngon hơn một xíu. Còn đồ này thì cùi hơn. Mình cảm giác là như thế. Vâng, đây là khẩu M41 Macman hay gì đấy, quên bàn cái tên rồi. Thực sự mình cũng không thích khẩu này lắm. Nhưng mà có scope nên cái điều không thích thì thực sự là bây giờ nó không quan trọng nữa. Ủa, tự đóng cửa ấy. Cái hồi đầu mình mới vào ấy, mới mở ra thôi. À, thực sự nó lag một cái là nó tự đóng lại. À, thế là mình không vào được. Mình ghét quá, mình bắn nhưng không nổ cửa. Cửa đấy được rào chắn lại rồi, không như cửa thường. Cửa thường thì anh em có thể bắn xuyên thủng và đục thủng các kiểu luôn. Còn cửa đấy là được gia cố rất là kỳ công rồi. Vâng, chúng ta vừa nút đồ xong. Mình sẽ đi đâu ta? Đi giết người đi. Bây giờ tìm chỗ nào đông đông giết người nào.
Ôi, xe đạp kìa. What? Đang tìm chỗ giết người mà tự dưng xe đạp nó lại đi ngang trước mặt. Đấy, đấy là điểm báo cực kỳ là may mắn. Vâng, chúng ta hãy đuổi theo. Ôi, anh xe đạp. Vãi. Xe đạp này mà không biết là mình bắn nó có mất máu không. Mình nghĩ là sẽ mất. Còn ô tô thì nó chán hết rồi. Vâng, anh xe đạp lượng lách rất là kinh người. Đâu rồi? Ủa, xe mình này. Lộn như đúng rồi vậy, xe bọc thép mà. Đâu rồi nhỉ? Bây giờ chỉ cần cái gương mặt của nó ló ra một cái thôi, nó tịch ngay. À, xe đạp của nó đây. Và chắc chắn là nó vừa vào đây. À, đi vòng này. Bạn ơi. Này, đi vòng này. Vâng, mình đang thiếu máu rất là nhiều. Cơ hội thanh niên ship đồ quá là ghê gớm. Vâng, cảm ơn bạn nhá. Một shipper cực kỳ là chân chín. Hãy vỗ tay khen thưởng bạn ấy nào. Ủa, đạn một mả luôn. Phê thế. Vâng, không có giáp nữa. Ủa, không có ba lô chứ nhỉ. Mình giáp ba rồi. Rồi, comment center. Mình nghĩ đấy là cái giảm giật. Vâng, như thế là ok rồi. Tuyệt vời. Rồi, như này là bá rồi anh em ạ. Đấy, sợ một con thằng nào nữa. Vâng, chúng ta sẽ ở trong vòng bo. Vẫn ở trong vòng bo anh em ạ. Vậy chắc là tiếp tục đi giết người thôi. Để mình quan sát xem chỗ nào có người. Và mình sẽ tới tiếp tục vào chỗ zombie ấy nhá. Vâng, đang đi tìm chỗ giết người nhưng phát hiện được chỗ có zombie thì chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc đồ của zombie. Hay lắm. Chơi cái zombie này cũng khá là dễ. Tại vì hòm thì chúng ta phải di chuyển nhiều hơn. Còn cái chỗ zombie này thì... Ủa, bình tĩnh xem nào, ấn nhầm nút thôi mà. Làm gì mà căng vậy. Đó, thiếu máu rồi, bọn này còn chơi như này nữa. Ủa, thôi, một cục máu như này không dùng được. Chúng ta phải để dành. Xem trong này có những gì. Ủa, nhiều vậy. Rồi, sao hôm nay gặp toàn zombie non đấy nhở. Bữa trước đi toàn gặp mấy thằng mà cầm bom to to ấy. Bây giờ toàn là mấy thằng yếu thôi. Ok. Ôi, mũ bà này. Ngon thế, ba lô ba luôn. Rồi, một mả đạn, tuyệt vời. Ở như này thì full set 3 thì phải gọi là ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi, bây giờ thiếu nước các kiểu. Ui, cái này nước to. Nước này chắc là bơm phát full luôn ấy. Kiểu như là kim tiêm bên bắp gì. Chúng ta bơm tạm nước bé. Đấy, để cho nó hồi phục lại. Cái gì đây? Bom à? Cũng được. Khá là tuyệt vời. Bây giờ vẫn trông bò. Chúng ta sẽ đi tìm người và đi giết người đi. Nãy giờ toàn đi lút đồ. Mình thì mình cũng không thích đi lút đồ nhiều. Nhưng muốn test ở cái chỗ zombie này mà không gặp ai thì cũng chịu thôi. Để mình quan sát xem thằng nào xung quanh đây mình sẽ giết nó. Ủa, đậu xanh, gì vậy? Rồi, tôi xong rồi. Cái này gọi người ta gọi là ngã sấp mặt là có thật. Vâng, vẫn không sao. Xe bọc thép mà. Mình trâu bò lắm. Rồi, đậu đây đi. Từ từ xem đã. Xem có thằng nào tới lấy chiếc xe này không. Mình cũng hay thả thính như này. Đấy, trời ơi. Cái gì cơ? Ô, lê này. What? Lên. Tuy nhiên lê này. Bựa vai. Mình cũng bị như thế này. Hồi trước mình thấy. Đấy, mày. Mày. Ủa, nó nhảy lên. What the fuck? Ủa, nó bắn nổ xe rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ơi, bình tĩnh. Ủa, đông vậy ba. Té. Đối với những cái pha như này thì anh em không biết phương hướng ở đâu thì hãy chạy một mình đi. Đừng có đứng lại. Tại vì đứng lại thì cũng là hiến mạng thôi. Mình sẽ bơm phun máu và xem nó ở cái hướng nào. Mình sẽ hấp diêm nó. Bố mày lại bắn nổ xe của mày. À chết nhầm. Mày lại bắn nổ xe của bố mày. Vâng, tính nói nhầm thì đúng là người ta cười sấp mặt. À. Mày bắn nổ xe của bố mày à con.
À chiếc khác, nhầm nhầm. À cái thằng này là thằng khác, tức là hai thằng bắn mình. Dã man. Đúng là cái thằng đấy hình như là mới cứu mình hay sao ấy. Nó bắn chết cái thằng mà bắn mình. Mình đã chạy thoát được. Là vì rượu. Tôi không biết còn ai để tới nút đồ không. Chắc không có ai. Nhưng phải ngồi kênh đấy anh em ạ. Giết người không nên lao đến nút đồ ngay. Cứ đợi á, mình hay hay bị kiểu như là vừa giết xong ấy, chạy lại nút chạy lại nút đồ thế là bị nó giết. Rất là cay. Vừa nãy giết nó đâu nhỉ? Đây là đâu nhỉ? Trí nhớ mình kém quá. Vâng, giết xong thì đéo biết nó ở cái phương nào, chắc thôi bỏ đi. Tôi còn 9 người này, giết người ít quá. Đậu xanh. Tôi cố lên, mình sẽ... Ủa ơi, thằng là bắn mình hay hay. Rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, bạn hiền. Thôi xong rồi, bạn đâu rồi? À, vừa chạy vừa bắn này. Đậu xanh. Ủa ơi, mắc đá. Ủa ơi, thằng này máu trâu vậy. Ui, máu trâu vậy, cứt ra. Ui giời. Đậu xanh thiếu một viên nữa. Thằng này máu trâu quá anh em ạ. Không thể ăn được. Tiếc thế. Anh ấy thêm được một kill nữa. Đã đói kill rồi mà nó còn làm như này nữa. Anh em đâu? À đây rồi. Bơi hết vào đây. Vâng, nó đang chạy ở phía dưới. Mình sẽ vòng ra sau để hãm hiếp nó thông từ đít thông lên. Vâng, thanh niên vẫn chạy mà không biết phía sau có ai. Và có những gì. Rồi. À chạy lên này. Rồi xong rồi. Thôi xong rồi. 4 kill. Tiếc quá, tiếc một kill. Mình hay chơi kiểu là bắn nó chích ngoài bó ấy. Ừ, ghét. Mình sẽ bơm phun nước để chạy tiếp theo vào. Bơm phun nước. Rồi ok. Cái này không biết tăng chạy nhanh hơn không. Giáp 3 mũ 3 phun nước. Phun máu đây. Máu đâu? Mong là hòm có máu. Ui có đã, tuyệt vời. Máu đâu, máu đâu? Ủa ơi, còn đúng một bình. Cạn lời. Này cũng đói dơ xương anh em ạ. What the fuck. Còn 4 thằng. Trời ơi, ít kill quá. Cái này khó chơi rồi. Ít kill quá anh em ạ. Vâng, còn 3 thằng. Đừng giết nhau mà. Hãy thừa kêu cho mình với. Đậu xanh. Ăn như thế này lòi mồm hết sao. Để mình quan sát xem bọn nó nấp ở cái phương hướng nào. Mình lại giết cho nhanh chứ. Để bọn nó giết nhau cái mình không có kêu. Không nhiều kêu. Rồi dưới này mình check kỹ chắc không có rồi. Phía dưới này clear. Có nên đi xuống không nhỉ? Chắc mình sẽ đi lên. Tại vì đi xuống và bắn lên thì nó rất là khoai. Ở trên bắn xuống thì nó rất là bá. Thôi, chắc là mình sẽ... Ở trong bo ấy. What the fuck. Bây giờ mình không biết nên đi lên hay đi xuống anh em ạ. Tại vì... Để xem đã. Mình bò xuống dưới này xem có thằng nào không đã. Vâng, không có ai. Bò đến, chắc mình sẽ lựa chọn là đi lên thôi. Thực sự là... Ủa ơi, bò vào. Bình tĩnh. Ôi, nghe tiếng bắn nhau, rất gần. Ở phía trên. Đâu ta? Có bắn ai ở dưới nhỉ? Mày ném bom này. Cái tội đứng lộ bắn lộ rồi. Bắn thằng nào ở dưới này. Mình nghĩ là nó ở trong bụi. Chắc chắn là cái bụi này. Đúng rồi, tâm đuổi này. Này, tôi xong rồi, top rồi. Tuyệt vời. Ok, yes.